Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục like những tựa game hay. Mong các bạn xem và ủng hộ. Nào đi qua.
Đang này cho xin 30 đô đi hôm qua đây. Video thôi. Xong. Chúng nó bị mất mạng, mình nhảy bị IP Việt lúc tao quay ấy. Xong nó alo luôn. Đúng rồi. Bực cho lên. Anh chỉ gọi alo luôn. Nếu mà phát là mất mạng. Bà ngoái. Thật thì bay bay 10 Accent Full thì chỉ có chuyển giá 4 năm không? Tùy. Hả? Tùy. Anh nghĩ là có thể đấy có tiền thì giảm, thì không thì thôi, đổ đi. Đéo nghĩ đâu, đéo nghĩ được. Là được 5 rồi. Là giảm 12 đi tiếp. Hả? Đúng. Ngầu ngầu quá. Ngầu đi xe bao. Bây giờ 10 phút 10 giờ 10 phút 11 giờ 10 phút 12 giờ 10 phút xong. Căng nhà. Thế để tìm được cái game gì ấy.
rượu mật Sura Capri 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 này đang ở cái giao diện kia nữa, rồi vai lên tạo lại thì nó vào giao diện này có thể mê luôn. Thì thế nhưng app lại không giao diện. Thì anh xóa profile ở đấy để ra giao diện này, nhưng mà nó có một vẫn có cái thẻ trong đấy đúng không? Ừ, nào vẫn không giao diện hả? Vẫn không giao diện thì chịu luôn. Em không chơi không ấy. Bây giờ mới lên phòng 2 em đâu. Dạ. Bây giờ anh mới lên phòng 2. Đây này. Điều phòng 3 đã lên tầng 2 rồi. Bao nhiêu nó lên tầng 2? Phòng 3 của phòng 3. Tầng 2. Cái này lâu lắm. 1.000. 1.000. Này chỉ có chơi rất nhiều. Là 21 thì đấy thôi, nhớ thôi. L26 lại ok. Cái bóng của tôi đây.
Anh xem biết anh đọc truyện chưa? Hả? Anh xem biết anh đọc truyện chưa? Chưa. Yeah. Giống như kiểu có bạn nhé. Mà xem giáo án âm nhạc đi. Giáo án âm nhạc. Cái hôm qua em gửi anh ấy. Cứ anh đọc bạn. Ừ. Đọc vừa ăn. Tranh thủ ăn kẽ. Cái kẹo, kẹo cái gì nhỉ, kem, kem túi. Đến đây buổi học nào vậy? Bật lên sao được mà?
Chắc thế nhỉ. Hết chuyện còn đóng video luôn. Có mà
Sáng nay mình tâm một lắm đấy. Đây thì cần có số ở đây rồi. Cảm đấy em. Nhưng biết chơi với anh có định nhị cảm đấy chuyện cũng là phương mẹ cũng bắt dậy. Muốn gì phải nói
Đúng rồi, cửa ai có rồi. Mở cửa bắt cô được đó. Con này là người nó dạy phòng
tải quá rồi. Bệnh viện của anh quá tải đúng không? Là... Sao vậy? Quá tải. Ừ. Quay video. Không, bệnh viện. Nhưng em muốn chơi ở bệnh viện. Nhưng em muốn chơi ở bệnh viện. Sao? Sao lại không chơi? Nhiều bệnh viện chơi. Chơi ở bệnh viện. Bộ 24 giờ sau mấy cái con bị lỗi 21 hay 22 hay bao nhiêu kia 1-2 hôm sau nó lại add được tiếp bản hàng. Nó lại add được tiếp thì mấy con chốt đấy bắn xuống hạt dễ lắm. Có thể sướng nằm đến thuốc. Còn đây thì chịu khó liếm mấy. Đúng chọn. Có cái sướng nằm dí vô mắt rồi. Mày hồi chịu khó với em. Bắt bỏ cho nhau đấy. Gì kìa? Bỏ thì ra à? Có nhiều bọ lắm.
Rồi, cái này nó quay lâu một tí cơ, cái này quay nhanh quá. Quay càng nhanh là càng đấy. Sao không nó cũng làm nhanh thế nhỉ? Thank you.
mấy cái này quảng cáo này thì vẫn được thôi đúng không? Quảng cáo thì vẫn được mà. Quảng cáo thì vẫn được mà. Phim các thứ gì. Mấy cái này là nó hiện thông báo như thôi đúng không? Hôm nay 80% mưa. Cái gì? Hôm nay 80% mưa. Đâu có 80% đâu. Tối, tối mưa. Ok đó. Đấy sang tay luôn này. Đâu anh nhấn vào nâng cấp. Mở ra.
Mùi quá. Mày liếm liếm mày mùi mặn hết người. Đây này tích đừng có đâu nam ơi, tiến vào trong tắt ra đi. Bây giờ được 12 phút rồi thì là tầm khoảng 1:50 tôi biết vẫn không xong mà. Nếu mà em bỏ thì tôi lại bỏ em đúng 2 phút em tắt đi lại cho anh một phát. Để bật lại. Bật ra lại em. Không cần phải đổi tên đâu. Lúc lên anh khách đổi. Tắt thì bật lại thôi mà. Ok. Nha. Còn mấy à về làm được không? 50 là bao nhiêu rồi? Dạ. Sau bao ngày thời gian làm việc không ngừng nghỉ thì mình đã nâng cấp được thêm bộ máy mới các bạn ơi. Đây là không làm mà cũng được á, con này không được. Tin phải được. Bao giờ được? 20 đô luôn. Một phát. Một phát thứ hai này. Đấy. Nó ở cái tầm. Sao lại số rồi? Ơ, đang bắn yên euro nhỉ? Ở đây. Đấy. Nhầm rồi, tự nhiên xuống 5 đô rồi. Phải đem tiếp. Cái năm nhỉ? Đấy. Hello. Sao tự nhiên đang bắn lại em không nhỉ? Đây đâu đây? Hả? Cái gì đang đâu đây? Xin thì cho. Hả? Xin thì cho. Đấy. Đây được 40 đô đi. Bấm bấm. Ui. Bắn không ngừng nghỉ luôn. Bi bàn. Mấy bàn rồi? Thế? Trăm phát rồi. Bắn để trăm phát. Hả? Bắn để trăm phát. Nhưng mà nó không cho lên. Thế thôi. Chắc
tỷ đồn, con này rất tỷ đồn đấy. Đây, cho anh 10 đô cho bằng mặt bằng bè nhé. Đâu. Mấy cái con này ở trên hôm qua anh bắn mẹ còn còn được mẹ ăn tóc rất nhiều. Mấy con hôm nay mẹ bắn ru. Bắn không lối, lối không có lối không năm thì bắn ăn chắc xếp thôi. Điểm xong rồi nghe em ấy dạ đầu xong không cho đùa. Vui lắm, vui lắm, vui lắm, đi ra đi. Nhưng nó đang bắn ở cái bill kia ấy, xong nó nhảy ra cái bill này là auto thẻ đấy có tiền luôn. Em có mèo của em tận ra bill này không, không ra bill nào á được thẻ vào là nó thành bill này luôn thì thẻ nó mới bắn vẫn ăn sắp thêm. Nhưng là do con mèo của em nó cứ ra bill này nó không có bill khác, nó bill kia
Smith Continuo của em. Smith Continuo của em. Cũng đơn quá lâu rồi không một ai đặt tay. Anh mà cái này khó quá trời rồi. Đấy, để ba cái kia lên là được. Hai cái là được. Hai cái là được, ba cái rồi. À đây cái gì? Đấy. Cái này này. Đừng có táo. Cái này đấy đúng không? Đằng sau nó có đâu. À đây. Ui. Đấy. Ơ. Cái nó luôn. Đây là đâu? Mặt người xuống này. Được. Ấy, ấn nhầm. Thôi sao mày lấy đâu được nhiều ấy thế? Đi cường, ừ. Xem video. À, đi không đi xem video. Muốn lên xem được bao nhiêu? Xem được một ngày nhận được 10 cái cơ mà. Xong xem video được 3 người. Bắt đầu dễ rồi, bắt đầu thì cuối. Đây vẫn bánh mì nhá. Bông hoa. Bông hoa dưới có hai cái cam này. Bà đấy. Ôi, nó nhập được đấy. Ô, tưởng cái bánh mì ngay đây. Xem cái tòa. Ôi, tưởng cái bánh mì ngay đây. Nhưng mà nó để cuốn hẳn đấy. Ờ, lấy được cái bông hoa rút lại đi. Rút lại kìa. Xem video. Cái đó. Bây giờ rút được cái bông hoa lại đây. Lên piacere. Còn hai bên kim cương nữa là được. Yeah, rút lại vẫn như thế.
mất đi 10 kim cương. Vậy rút lại cho rút lại đúng một vư cái đấy. Mình xem video lần xem vào có được không? Ui, bao mà mới được xịn, tôi chửi quá. Nhưng mà đâu cái này bỏ qua kiểu gì? Anh để lúc nó ở vít trên đợi tới tầm mấy đây. Nó có ở vít ở góc. Đấy. Đúng, nó có được đúng. Kim cương á? Ừ. Kim cương, anh ấn kim cương nhé. Ấn cộng kim cương, được cộng. Đấy, cái đầu 1 đầu 10 phần đi, ấn là nhận. Đấy, xem 2 video nhận. Nhận thêm 20 kim cương nữa, xong xem đủ 5 video lại được 30 kim cương. Cái này khó đấy. Từ từ gửi anh nhìn lên. Đoạn đầu cái dễ hơi nhiều, dễ không? Quấy rồi, bắt đầu. Bắt đầu khó đấy. Để dí cái mấy cái đằng sau ẩn người nó. Đây, bông hoa, bông hoa nhiều. À, đủ ấn vô qua đây. Ê, đúng, ấn lên. Đằng sau này có 3 không thôi. Từ từ nhé, 3 cái xúc xì rồi. Cái kia, cái map ấy. Đúng. Cái cân quận. Táo, 3, 2 quả táo rồi. Đấy, đấy. Rồi quả nữa đâu? Đấy. À. Đấy, 3 bánh mì rồi. Ba cái chọc đen. Đấy, ba cái đấy. Đây là không biết ở dưới hay là ở trên. Lấy hai cái hoa, xong ấn một cái sushi. Lấy hai cái hoa. Ấn một cái sushi. Đằng sau có cái hoa. Đấy, đoạn này mới căng. Táo đâu, rồi táo đâu. Có táo nữa. Ồ vậy trời. À, hai cái, lấy hai cái xiên. Không, lấy cái này. Lấy cái này, cái này, một cái này. Là được cái xiên. Bên sau lấy cái bên này nó gần hơn. Đúng rồi. Xong mới được cái táo. Đúng không? Cái này hợp được. Xong thua. Ừ. Nghe em là ăn rồi.
Nghe em lấy hai cái này xong lấy cái này là được cái xiên này. Kìa. Yeah. Giờ không biết cái nào rồi. À, rút lại. Ừ, hồi sinh luôn. Hồi sinh mới. Ấn rút lại. À, xem hồi sinh xem video không? 15, 15. Hồi sinh xem video không? Tí thắng là được 50. Khó vậy chứ. Sao mình sẽ chậm lại là được. Ba cái chậm lên. Thẳng. Một quả táo nữa đi. Cam. Đây, lấy cái bông vàng này. Lấy hồ lô đi. Hồ lô xong lấy cái chậu này ra là có cái hồ lô rồi. Lấy bông hoa đi. Lấy đi anh. Xong ấn cái hồ lô này ra bông hoa nhé. Đi nó xa lắm. Đừng, nó ảo đấy. Lấy thôi. Sushi kìa. Bánh mì. Cam cam. Lấy hai quả táo xong ấn cái này lấy được một quả nữa. Đấy. Sao đâu được. À. Sushi. Sushi ba cái. Lấy cái chậu rồi. Ý, lấy cái. Ấn từ từ thôi. Hết rồi. Qua rồi. À, hồ lô. Hồ lô đây xong đây còn cái. Đâu nổi. Ôi, nó lừa. Xa vậy trưởng. Hồi sinh xem video kìa anh. Nói, mất đi. Ý vậy. Ờ, nhiều kiểu cường. Không biết. Ui, còn 8. Đấy, rõ ràng được 5 lên mà nhỉ. Để mình xem video mới có lại thôi.
Thank you.
Luôn là làm cho phải bận. Thank you.
Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ tắt live. Hẹn gặp lại các bạn vào những lần live tiếp theo.